tại thì đang đứng trên con đê ở ven sông Trà Lý, Thái Bình. Thì hôm nay muốn chia sẻ một số hình ảnh của nhà thờ giáo xứ Lập Trại nằm ở trên con đê này và thuộc về giáo hạt Đông Hưng. Bây giờ Thủy xin mời mọi người đi tham quan giáo xứ một vòng. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã luôn luôn ủng hộ và đồng hành cùng với kênh Công Giáo Yêu Thương. Khá là đẹp, nhà thờ rất là đẹp luôn. Đây là tân giáo xứ mới mọi người nhé, giáo xứ Lập Trại mới được lên hàng giáo xứ năm ngoái. Rất là đẹp. Đây là đang chuẩn bị làm đèn điện Giáng sinh. Quay rất là tuyệt vời luôn. Đến ngày hôm nay Thủy trở về đây quay thì Thủy giật hết cả mình lên. Tại vì một giáo xứ mới thành lập mà phát triển rất là nhanh luôn. Nhà thờ được kiến thiết khang trang, rồi khuôn viên khá là đẹp luôn mọi người. Khuôn viên mọi người thấy mình đi đấy rất là đẹp luôn. Và đặc biệt là cái không gian ở đây, thật sự đến đây mà tĩnh tâm thì tuyệt vời luôn, rất là mát mẻ. Xuân Thủy xin mến chào các cô, các chú, cùng các anh, các chị đang trở lại với kênh Công Giáo Yêu Thương. Hiện tại Thủy đang đứng trên con đê ven sông Trà Lý, Thái Bình. Thì hôm nay muốn chia sẻ một số hình ảnh của nhà thờ giáo xứ Lập Trại nằm ở trên con đê này và thuộc về giáo hạt Đông Hưng. Bây giờ Thủy xin mời mọi người đi tham quan giáo xứ một vòng. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã luôn luôn ủng hộ và đồng hành cùng với kênh Công Giáo Yêu Thương. Bây giờ xin mời mọi người cùng đi theo Thủy nha. Hôm nay buổi chiều khá là nóng mọi người ạ, nên là Thủy tranh thủ thì quay hình ảnh đẹp nhất cho mọi người xem. Đây, những hình ảnh mọi người đã thấy nhà thờ chưa? Rất là đẹp, nằm ngay ở ven chân đê Trà Lý của huyện Đông Hưng, Thái Bình. Và đây là những cái cánh đồng rất là bát ngát. Mình cùng mọi người sẽ tiến vào nhà thờ giáo xứ Lập Trại. Cái view rất là đẹp luôn mọi người ạ. Những hình ảnh buổi chiều nắng rọi vào nhà thờ rất là đẹp luôn. Nhà thờ sơn màu vàng kết hợp với những đường chỉ hoa văn màu trắng nhìn rất là nổi, nằm ngay ở chân đê sông Trà Lý rồi. Đây là tân giáo xứ mới mọi người nhé, giáo xứ Lập Trại mới được lên hàng giáo xứ năm ngoái. Rất là đẹp. Wow, quá đẹp luôn, nắng rọi đúng vào nhà thờ rất là đẹp luôn. Quay cho các bạn. Đây là cái lối thì sẽ đi trên đê, bắt đầu thử đi xuống quay cho mọi người xem. Đây thì sẽ rẽ vào đây. Nhà thờ nằm ngay chân đê rất là thoáng mát, rất là đẹp luôn. Đây là đang chuẩn bị làm đèn điện Giáng sinh. Đúng không ạ? Công trình nhà thờ đang xây dựng gì đó, mình tí thì quay cho mọi người xem. Bây giờ thì sẽ mời mọi người đi dạo quanh một vòng nhà thờ đó này.
Ai, khuôn viên thật rất là đẹp luôn mọi người. Trước mắt hình ảnh của quý vị đây là đê Trà Lý thuộc huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Và Thủy đang có mặt tại khu vực cuối nhà thờ, cổng vào dẫn vào nhà thờ giáo xứ Lập Trại thuộc giáo hạt Đông Hưng, giáo phận Thái Bình. Đây là tân giáo xứ mới mọi người nhé. Đây là hình ảnh của nhà thờ Lập Trại rất là đẹp, có những công trình đang được kiến thiết rất là tuyệt vời luôn. Bây giờ con xin cùng mọi người đi tham quan cũng con khuôn viên cũng như là nhà thờ của giáo xứ Lập Trại. Giáo xứ Lập Trại cũng đang chuẩn bị cho Giáng sinh. Mọi người thấy đây là chữ Noel 2021 này, ba đó. Thì đã được kết thành những cái bóng điện đây. Buổi tối mình nghĩ là bật lên rất là đẹp luôn. Mọi người có thể nhìn rõ không? Đây, chữ Noel này. Đó. Và đây là có chồng chữ là 2021. Vâng, buổi tối bật lên này đẹp ạ. Chắc hôm nay mới đang chuẩn bị thế ạ. Vâng, có. Chắc phải sang tháng bà ạ, nó đẹp. Ngày mai kia đã dựng luôn hả bà? Vâng. Đây là cổng dẫn vào, hai bên có hai thiên thần và có ông sao. Ở đây có dòng chữ là giáo xứ Lập Trại. Giờ Thủy sẽ mời các bạn tiến vào bên khu vực trong nhà thờ. Ở khu vực bên trái này thì có đài Lòng Chúa Thương Xót này và đài Đức Mẹ La Vang và nhà giáo lý đang xây dựng và nhà mục vụ của giáo xứ Lập Trại. Phía bên đây thì có đài ông Thánh Giuse. Rất là đẹp luôn mọi người. Đây là hình ảnh nhà thờ được sơn một màu vàng kết hợp với đường chỉ hoa văn màu trắng. Nhà thờ khá là đẹp luôn. Đặc biệt là khuôn viên nhà thờ được chỉnh trang lại rất là đẹp luôn mọi người ạ. Rất là rộng luôn, có đường kiệu rước này. Và đứng ở đây thì mọi người nhìn thấy cái ánh nắng rọi vào nhà thờ rất là nổi. Nhà thờ bên trong rất là nhìn rất là cổ kính luôn. Có cái mái ngói rất là rêu phong. Có nghĩa là rất là xưa rồi. Nhà thờ rất là đẹp luôn. Hiện tại thì bên trong không có giờ kinh giờ lễ nên là không thể mở cửa mọi người nhé. Nếu mà tí nữa tìm được vào bên trong thì sẽ quay cho mọi người xem bên trong nhà thờ giáo xứ Lập Trại. Giáo xứ Lập Trại đây thì thuộc về xã như xã Hồng Giang, huyện Vũ huyện Đông Hưng thì mọi người ạ. Ngày xưa thì ăn về giáo xứ tên là An Lập. Nay tách ra thành giáo xứ Lập Trại. Rất đẹp. Đây có những cái hàng cây được bố trí khuôn viên rất là đẹp luôn. Đây là khu vực đầu nhà thờ mọi người nha. Cái chỗ gian thánh nhìn là khá là lớn và rộng. Thank you.
đây có một cái cây cờ bằng sắt nữa này. Hiện tại chưa có giờ, chưa có cái ngày lễ lớn nên là chưa có kéo lên, nhưng mà khá là cao luôn này mọi người này. Hiện tại người ta đã thả hạ bớt xuống rồi, bớt độ cao xuống. Con cờ này thì được hoàn thành vào ngày mùng 10, vào tháng 10 năm 2019, dâng mẹ Mân Côi. Đây là đài Đức Mẹ Mân Côi này. Tiếp tục thì sẽ tiến đến khu vực đầu nhà thờ. Đây là khu vực gian thánh. Bên này thì công trình khuôn viên của nhà thờ rộng hơn. Đây có tượng đài Thánh Cả Giuse. Xin lỗi mọi người, thử nghe điện một chút nhé. Alo. Máy à? Biết rồi, nhưng mà vừa đi đám có nhà đâu mà vào. Người đang đi lang thang ở dưới giáo xứ lập trại thì. Ui giời. Bác không biết nhé. Ừ. Rồi. Đây là hình ảnh từ bên tay trái, từ cuối nhà thờ mọi người nhìn lên. Còn đây thì đang đứng ở khu vực đầu thờ. Khuôn viên đây là vườn Ave Maria của giáo xứ lập trại mọi người nhé. Vườn này thì đang hoàn thiện từng ngày, tại vì có những hàng cây bắt đầu lên xanh tươi rồi mọi người ạ. Rất là đẹp luôn. Đây mỗi lần mệt mỏi thì chạy đến mẹ Maria và vườn Mân Côi đây, đi thong thả lần hạt ở đây rất là tuyệt vời luôn. Mình nghĩ là rất là sốt sáng ở đây. Một không khí rất là trong lành. Đây có tượng Đức Mẹ rất là đẹp luôn. Nghe mẹ ơi. Vâng. Hôm nay đi quay cho mọi người nhưng mà rất nhiều cuộc gọi điện của người thân. Thì rất mong có gì mọi người thông cảm. Đây đã trồng được những cái hàng hoa cúc này, và một số cây đang lên. Mình nghĩ là từ đây đến dịp Giáng sinh thì cây sẽ lên xanh tươi và đẹp luôn.
Ở đây thì có rải những cái gạch xỉ đây, mọi người có thể đi rất là thoải mái này. Buổi tối đây mình nghĩ là bật điện lên này, rất là đẹp luôn mọi người. Ở đây thì có một cái bàn ghế đá trong một cái lều tranh này. Không biết là Giáng sinh năm nay thì có trang trí ở đây không. Rất là đơn sơ mộc mạc nhưng mà rất là đẹp luôn. Ồ, khá là mát luôn mọi người ạ. Mọi người thấy thế nào? Wow, rất là mát luôn. Thì Thủy hôm nay đi quay vào đúng cái lúc mà 1 giờ 2 giờ chiều của ngày 27 tháng 11 nên là thời tiết khá là nắng. Nhưng tuy vào cái mùa đông này thì nó cũng dịu, rất là dịu nhưng mà rất là hanh luôn mọi người. Thì Thủy thì có quay ở giáo xứ lập trại đây cũng 1-2 cái video. Khi mà giáo xứ mà chuẩn bị nhận sắc phong lên hàng giáo xứ năm ngoái ấy, thì Thủy có trở về đây quay. Rất là tuyệt vời luôn. Đến ngày hôm nay Thủy trở về đây quay thì Thủy giật hết cả mình lên. Tại vì một giáo xứ mới thành lập mà phát triển rất là nhanh luôn. Nhà thờ được kiến thiết khang trang. Rồi khuôn viên khá là đẹp luôn mọi người. Khuôn viên mọi người thấy mình đi đấy rất là đẹp luôn. Và đặc biệt là cái không gian ở đây, thật sự đến đây mà tĩnh tâm thì tuyệt vời luôn, rất là mát mẻ. Thì không biết nói gì hơn, xin chúc giáo xứ lập trại mỗi ngày được một ngày phát triển. Và mọi người, nhất là những người đi làm ăn xa quê, hãy vui mừng lên ở quê hương bây giờ cũng đang rất là phát triển. Nhà thờ, rồi khuôn viên của nhà thờ được trang hoàng rất là lộng lẫy, được mở rộng khang trang. Thì Thủy cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã luôn luôn đồng hành và theo dõi trên kênh Công Giáo Yêu Thương. Bây giờ Thủy tiếp tục thì xin chia sẻ xung quanh một vòng nữa lên khu vực nhà giáo lý đang xây dựng để chia sẻ cho mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều nhé. Tại mình đi mỏi quá, mình ngồi đây mình giải lao một chút. Đây mọi người thấy nhà nó lập tranh, mái cọ. Rất là đẹp. Đây là tượng thiên thần luôn nè, rất là đẹp luôn. Ô, toàn bộ bằng đá hết luôn mọi người, đá luôn mọi người ạ. Rất là đẹp luôn, đá trắng. Ôi, vườn nước mẹ đẹp quá. Này, từ giờ đến cuối năm ấy, Noel là đẹp lắm bạn nhỉ. Tại vì hoa với cây bắt đầu mọc lên. Dạ vâng. Thấy cha về đây lên hàng giáo xứ rồi một cái là thay đổi chóng mặt luôn. Con cái năm ngoái con ghé đây vào cái lúc mà chuẩn bị rước sắc ấy. Con ở Bắc Trạch. Hôm nay vâng. Vâng, con ở chỗ nhà cha Jerry mua hình nhé. Ồ, thế à, có gần thế bạn, gần nhà bà Thinh nhỉ? Vâng ạ, con nhìn bà giống bà Thinh lắm, bà Thinh ấy. Không. Bà Thinh số 1 ấy. À, trước ở với đi công ở đây chứ mấy năm. À, Đông Hà. Vâng. À, vâng. Vậy bà cũng ở Bắc Trạch mấy năm ạ? Thế là tất cả là đi thế là ở Bắc Trạch hơn 4 năm. Vậy bà tên gì? Ở Đức Ông, mãi ông chưa mất hết mà giết mà. À, vâng. Cái nhà Đức Ông đang ở lúc mà Đức Ông qua đời thì nhà con ngay đấy. Ngay cái nhà mới ở ngoài đường ấy. Nhà ông này có vẻ nhà ông Thấn. Gần cái khu nhà ông Thấn mà nhà Đức Ông Hạnh ấy. Nhà khu vực đấy. Chứ đây giờ quên lắm nhà ông Hiệu đấy. À vâng. Ông Hiệu ông đi chung hết cả ông Hiệu rồi ông Hiệu đấy đám ông Hiệu ông Khả rồi ông Điển nó cứ hơn. Vâng. Toàn các ông trong ban ngành của giáo xứ. Vâng. Vâng các ông xuống ngành nhà thờ. Vâng đấy. Vâng. Ở dưới 35 giờ cơ mà. À vâng. Dưới 35 giờ cơ mà.
Dạ vâng. Ở thì ông trùng toán ông mới làm xong rồi, ông trùng toán xong mới đến đi đấy. Vâng, ông trùng cách xong bây giờ ông đến trùng điển ạ. Vâng. Mấy khóa rồi. Thì có ba lại quá quen thuộc. À vâng ạ. Đấy chưa thì quen thuộc lắm nhưng đơn giản đâu, nhưng mà về đây lại đi. Vậy là bà thuộc giáo xứ lập trại đây. À vâng. Đang bảo là đang mở mới mở giờ thì là gì? Bắt trại cái giờ là muốn vào nhà ông Vâng, thầy Vĩnh. Thầy Vĩnh thì không biết là mấy năm nữa thì đám thầy Huy với còn mấy thầy nữa. Vâng. Gì vâng. Dạ vâng. Vâng ạ. Vâng. Phải đi thôi. Dạ vâng. Cầu xin cho nó bình an thì ngày truyền truyền chức. Có gì mà bà chết mà việc cũng nhớ được quên mà chị mới màn đến nhà bà lên điện. Đúng không? Có gì. Quên tên nhớ được quên mà quên cả quá. Dạ. Rồi. Vâng. Mà cũng mà không thông thấp được cái gì thầy Quang này nhỉ? Quang giống gì? Ở Bắc Trạch luôn ạ. Có gì mà ông ấy bà làm hai đấy nhỉ? Con đi cũng hay đi xa, cũng ít khi có nhà. Trước con ở trong miền Nam mười mấy năm nên con mới về đây thì con cũng ra về đâu đấy cơ, ra về đâu cơ? Con ở ngay ở Cầu Kìm. À thế. À vâng, con thì cứ đi về về suốt ngày mà, đi về Bắc Trạch luôn suốt đấy. Có khi ngày hai ngày con lại về lần. Đi xuống về thì xuống nhà ra chiều xong rồi chúng bà cố ốm không đặng qua về đi qua đường nó về mỗi nhà ông Khả với nhà ông. À vâng. Dạ vâng. Dạ. Vâng. Vườn Ave Maria này đẹp mà nhỉ. Con nghĩ là chắc thì năm khoảng vài tháng nữa là cây nó mọc lên nó xanh tốt là đẹp lắm đấy. Vâng. Dạ. Cũng từ từ ạ. Mới giáo xứ trẻ thế này mà. Giáo xứ còn trẻ. Vâng. Vâng. Vậy bà cứ làm nhá, con đi quay tí cho. Con nay đi giáo xứ An Lập, chứ con bảo tranh thủ còn sớm chạy vào đây tham quan. Vâng ạ. Đây những cái hàng điện được trang trí ở đây rất là đẹp luôn, buổi tối bật lên rất là đẹp luôn. Bây giờ Thủy sẽ đi ra ngoài khu vực nhà giáo lý đang xây dựng mọi người nhé. Khá là nắng luôn nên là nó hơi tối tí, rất mong mọi người thông cảm này, ngược ánh nắng. Đó, đi vào đây thì bắt đầu sáng lên. Nhà thờ rất là cổ kính luôn này. Còn đây là nhà mục vụ của giáo xứ lập trại. Ông ạ, vâng. Con chào ông ạ. Vâng. Nhà mục vụ đây xây dựng vào thành vào ngày 29 tháng 6 năm 2002 mọi người nhé. Đây là nhà giáo lý đang xây dựng. Công trình kiến thiết nhà thờ rất là nhiều. Rất là nhiều công trình lớn. Mở rất là rộng luôn này. Cái nền móng rất là cao luôn. Bác à.
Đây là mô hình cũng như là cái móng của nhà thờ giáo xứ lập trại mọi người nhé. Các ông xây bờ tường à? Vâng. Sắp xong rồi. Từ giờ đến Noel xong không? Noel còn chưa đầy tháng nữa. Có mấy tháng không trở đây mà thay đổi quá, phát triển quá ta. Hiện tại cũng phải tới mười mấy 20 người đang lao động ở nhà thờ. Bà đó, quét ạ, vâng, sạch lắm đấy ạ. Vâng, bà đây. Ông ạ. Này, anh lập trại là bán thương hiệu đấy nhá. Bán đấy, vâng. Bán bao nhiêu ạ? À, bao nhiêu cũng được. Bao nhiêu giáo sứ chúng tôi cũng chấp nhận. Của ít lòng nhiều ạ. Ở đây dạ vâng, đây là đài Đức Mẹ La Vang mọi người, rất là đẹp. Nhà thờ rất tiếc là bây giờ thì không vào được bên trong quay cho mọi người. Nếu có dịp khác thì Thủy cố gắng để chia sẻ bên trong luôn cho mọi người xem. Rất mong mọi người thông cảm vì hôm nay không có giờ lễ giờ kinh gì nên là thì chỉ quay ở bên ngoài thôi. Cửa hiện tại đã khóa rồi. Quá đẹp luôn mọi người. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nhé.